Xin chào tất cả mọi người. Ở trong clip này mình sẽ làm một con tướng ID một ninja rồng của Nikon Mobile. Con tướng này sẽ dự kiến ra mắt trong tầm hơn 2 tháng nữa sẽ ra mắt ở Việt Nam thôi. Anh em ráng chờ nhá. Thì ở cái trận đấu này mình sẽ cho con ID này đi đường rừng và sẽ lên đồ theo phong cách là top 1 thách đấu của Liên Quân Mobile Đài Loan. Rồi ID đi rừng thì cũng khá là nhanh nha, với việc bộ kỹ năng và sát thương lúc đầu rất là to. Và nó một tướng có khả năng nhảy 3 lần ở chiêu thứ 2. Vì vậy nó tốc độ di chuyển khá là cao. Theo dự tính thì tầm 1 phút 30 như các vị tướng khác là chuẩn là lên level 4 rồi. Như vậy thì đi ganh thì các bạn ở các lên khác thì mới chỉ level 3 thôi. Ăn xong là mình level 4 luôn. Và sẽ đi ra là 1 phút 26 là xong rồi. Ok, bây giờ sẽ dừng loop ở đây. Loop đợi chờ con Inumbia. Đây rồi, phi ra chiêu cuối, chiêu 1 nên bảng lên số. Rồi, người rơi còn ít máu, mình sẽ lên gọi là vét máng đây. Không thể chạy được. Chạy thế nào được. Ui, pha lại phi không mất sát thương này, nhưng mà không chạy được với phi tiêu của cái con ninja này. Ninja sở hữu phi tiêu tầm bay rất xa và rất là mạnh. Vì vậy anh em mắc chiêu 1 trước, không nên mắc chiêu 2. Chiêu 2 sát thương khá là bé. Anh em chỉ lấy để gọi là di chuyển thôi. Đó, đánh thường một nhát xong phi, đánh thường một nhát xong phi. Chứ anh em đừng phi ba nhát liên tiếp nhá. Như vậy thì không có đam đâu. Rồi, phi chiêu 2, bật chiêu cuối, ném chiêu 1, chém thường là chết rồi. Đồng chí Illumia thì không có khả năng là chạy được. Con tướng không cơ động và cái bước chân thì khá là ngắn. Vì vậy việc chạy của cái cô nàng này thì không chạy được. Nói chung là lên bảng đếm số rồi. Tỷ số hiện tại vẫn là 4 đều. Mình thì rất xanh nhưng mà team thì nói chung là... Rồi, người rơi. Người rơi định quay lại làm gì chứ? Mình tưởng hắn chạy rồi. Hắn quay lại và xin cống hiến mạng cho mình. Còn chiêu cuối này. Chiêu cuối này, đó. Rồi đã tỷ số đã 5 đều rồi. Nói chung là trận này team mình khá là fit đây. Lại phải gánh trận này rồi. Nói chung là mình đánh cái bản test này đa phần phải gánh team. Mà trận nào mình không gánh được team thì xác định là thua. Thế mới đen chứ. Nói chung đánh ở đây mình toàn MVP thôi. MVP thua lẫn MVP thắng. Rồi sẽ xuống ganh để hỗ trợ cái team dưới này. Team dưới này khá là nát. Quá nát rồi. Mày qua. Xuống kịp thời và nói chung hai mạng team bạn nên bảng đếm số. Đi ganh suốt thôi. Ăn rồng nào. Ăn rồng ở phút thứ 4 hơi muộn một tí nhưng mà không sao. Ăn rồng để đồng đội nên level thì mới có lợi. Mình đã level 8 rồi, các thanh niên mới level 5, level 9 rồi này. Đây một con tướng khá là cơ động và khá là mạnh. Và các cao thủ thách đấu ở bên Đài Loan thì đa phần sử dụng con này để leo danh. Em có thể thấy nó sẽ thay thế Nacross để vị trí đi rừng rất là tốt. Và con này đi lên cũng khá là ok. Với cách lên đồ này thì mình thấy rất là hay khi có món đồ áo choàng băng giá tăng khả năng khống chế cho con đấu sĩ này. Nó là ninja nhưng mà không phải sát thủ mà là đấu sĩ nha anh em.
Người rơi thì tuổi gì sánh vai. Trong map 5 năm này con này rất là mạnh. Anh em có thể nhiều thấy nhiều tướng ở trong map 5 năm thì khá là yếu, nhưng vào đấu trường solo thì rất bá đạo. Nhưng mà những tướng ở ngoài đấu trường 5 năm thì rất mạnh, nhưng vào solo thì lại khá là yếu. Đó, anh em có thể thấy ở bản đồ solo nó khác hẳn bản đồ 5 năm này. Rồi mà mình quẩy team. Tỷ số 12-7 thì mình ăn 9 hỗ trị 1, hỗ trợ 1 rồi. Và chưa mất tờ đinh. Nói chung mà con này anh em đánh cẩn thận thì rất khó bị chết giết nhá. Rất khó bị giết luôn. Một tướng không mana, đam to, cơ động, máu cũng khá là ok. Tốc đánh và sát thương dồn, sát thương cũng rất là bá đạo, khống chế tốt. Anh em hỏi còn điểm gì nó không hoàn thiện nữa này mà nó không được các cao thủ top thách đấu Đài Loan sử dụng. Nhưng mà mình vẫn nói một câu này, nó rất là cùi nha anh em. Cùi bắp lắm, con này cùi bắp lắm. Anh em đừng khen nó nhiều. Nói chung là đừng hỏi nó thời gian ra mắt và đừng khen nó nhiều. Mình làm tướng thì các anh em cứ chê và chê con này cùi bắp thôi. Hoặc là anh ơi anh đánh hay thế, như thế nào thôi, đừng nói là con này mạnh thế hay như thế nào nha anh em. Cứ xem thường nó đi. Anh em nhớ tấm gương của Ngộ Không không? Anh em suốt ngày hỏi là anh ơi con này bao giờ ra mắt, em kết Ngộ Không lắm, em chỉ hóng nó thôi. Trời ơi, thế là nhà phát hành Việt Nam nghe thấy và nói chung là mọi người hóng con này nhiều thế nhở. Hóng nhiều đây, chuẩn bị có cơ hội hút máu anh em. Anh em nhân viên ơi, chuẩn bị nhá, cho con này vào vòng quay nhá. Dạ vâng thưa sếp. Cho vào vòng quay luôn. Thế là anh em bị hút máu nhiệt tình rồi. Anh em nào may mắn thì mấy trăm quân huy là quay được Ngộ Không rồi. Còn là anh em mà không may mắn thì chắc mấy nghìn quân huy cũng chắc là không quay được đâu. Rồi, mình đánh khá tốt. Chứ phải con tướng này hay. Nói thế thôi, con tướng khá mạnh anh em ạ. Nó nhỏ nhá, nó xịt nhá. Con tướng rất là, nói chung là rất là ảo diệu. Có lối đánh rất là sướng. Chiêu 1 của nó khống chế thì rất kinh khủng rồi mà chưa cuối nữa. Thôi, chắc là trận đấu sẽ end game ở đây rồi. Team bạn đã lát không còn mảnh giáp rồi. Ok, kẻ địch đã đầu hàng. Và video của mình cũng đến đây là hết rồi. Chúc anh em tận hưởng những giây phút chơi game vui vẻ trong Liên Quân Mobile. Và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Mobile Việt, điểm rất cao 15,3. Rồi, xin chào tất cả người, bye bye. Yeah.